Rồi, ok, xin chào anh em đã đến với kênh Game Mobile của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game Kho Báu Truyền Thuyết nha anh em nhé. Hôm nay thì cũng là thứ bảy rồi, nên là chúc anh em có một buổi tối ngày thứ bảy cũng như là ngày chủ nhật, đấy, hai ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Trước khi đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thì nhân dịp cuối tuần thì tiếp tục sẽ là một mini game đấy cho tất cả những anh em đang theo dõi, đấy, đăng ký và theo dõi kênh của mình và trên group đấy, Kho Báu Truyền Thuyết của mình và những anh em mới biết đến kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay thì vẫn sẽ tiếp tục đấy, thể lệ như những cái mini game trước, đó chính là hai số cuối kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai ngày chủ nhật nha anh em nhé. Tính từ thời điểm ngày hôm nay mình đăng video này lên sẽ sau đó đến ngày mai thì vào thời gian là 18 giờ 15 thì sẽ chốt comment, sau đó 18 giờ 30 phút ngày mai khi mà có kết quả xổ số đặc biệt miền Bắc thì mình sẽ tiến hành làm cái video để công bố cái kết quả mini game trúng thưởng vào ngày thứ hai, mình sẽ gửi đến anh em nhé. Và đối với nội dung của video ngày hôm nay thì phần thưởng ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là có một giải đặc biệt với một phần quà là trị giá là 50k để cho anh em nào đoán nhanh nhất, chính xác nhất đấy, và sớm nhất nhá, nhanh nhất, sớm nhất và chính với cái kết quả xổ số đặc biệt miền Bắc hai số cuối. Còn lại thì sẽ có hai phần quà là hai giải khuyến khích, mỗi giải là trị giá là 20k cho hai anh em đấy, tiếp tục là đoán với cái gọi là gần đúng và gần chính xác nhất đấy so với kết quả xổ số đặc biệt miền Bắc. Còn nếu như trường hợp xảy ra có hai người chơi hoặc ba người chơi mà cùng dự đoán với kết quả đúng 100% thì ai dự đoán được trước thì người đó sẽ được giải đặc biệt, còn các người chơi còn lại thì sẽ được giải khuyến khích nha anh em nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay. Đối với trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến từ người chơi Erlon và bạn ý thì hiện nay đã có một em tướng A của chúng ta là với SP14 nha anh em nhé. Ở trong cái trận đấu tứ kết thì anh em có thể thấy là đối thủ của người chơi Elon của chúng ta là người chơi Spawn. Đối với người chơi Spawn thì bạn ấy cũng VIP 15, tuy nhiên là cả ba team của bạn ấy thì lực chiến thì khá là thấp so với team của người chơi Elon. Đầu tiên là 6 triệu 7 này, 7 triệu 7 này và 8 triệu 7. Anh em có thể thấy là ba team của người chơi Spawn thì lực chiến tranh nhau là cứ tầm 1 triệu đấy, trong một team. Và đối với team chính, khi mà người chơi Alone xếp cái team chính này PK với người chơi Spawn của chúng ta thì bạn ấy dồn hết đấy, các cái con tướng đam chính và các con tướng tanh và búp ở trong cái team chính của bạn ấy, nên là cái team đầu tiên. Do vậy là cái team chính của bạn ấy hiện nay xếp ở team đầu, lực chiến là 11.430.000. Như vậy là so với cả cái team số 3 của người chơi Spawn thì lực chiến nó đã chênh khoảng 2.500.000 lực chiến rồi. Do vậy là rất là dễ dàng để cho các em tướng thể hiện. Và trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là cái phần thể hiện của em tướng Captain A của chúng ta khi mà đi PK với một team là thấp lực chiến hơn với SP14 nha anh em nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiêu điểm vào buổi tối chủ nhật ngày hôm nay của chúng ta nhé. Ok, như vậy là trong team hiện nay thì Captain A đang được xếp ở hàng sau cùng. Như vậy sau khi Captain A của chúng ta sử dụng kỹ năng ulti thì nó được tăng là 50% cái lượng sát thương. Và ok, như vậy 8 triệu 2 sát thương ở đòn đánh tấn công đầu tiên anh em ạ. Như vậy là khi mà đi PK với một team ở đây là thấp hơn 5 triệu lực chiến thì anh em có thể thấy là Captain A của chúng ta nổ đam cực kỳ tốt luôn. Mà thực tế là tất cả những cái em tướng sát thương đúng không? Ok, đây sẽ là pha ulti đầu tiên của Captain A, được búp 50% sát thương, chưa được búp này, 12.700.000 sát thương anh em ơi. Và tiếp tục liên kích lần 2 chắc là sẽ clear lốt hai con team, hai con tướng còn lại thôi. Như vậy là 7 triệu 6, đúng như vậy anh em ạ. Và ấy, như vậy thì anh em thấy là sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên với cái đòn đánh ulti của Captain A thì các cái ấn búp của em tướng Captain A nó sẽ không được duy trì sang trận đấu số 2 anh em ạ. Nếu như sau khi cái đòn đánh ulti của Captain A thì nó sẽ búp 50% cái lượng sát thương đấy cho các con tướng hàng sau trong team của ta. Cụ thể ở đây đó chính là em tướng Rayman thời trẻ 25% và bản thân Captain A là 50%. Nhưng tuy nhiên là khi mà chuyển sang cái trận đấu số 2 với cái team số 2 của người chơi Spawn thì nó đã bị xóa hết các cái ấn ý rồi. Và sang trận số 2 thì chắc sẽ là phần thể hiện của em tướng Rayman thời trẻ anh em ơi. Ok, rồi để xem là chúng ta có được chứng kiến các cái pha phản kích ấy của em tướng Captain A không nhé anh em nhé. Hiện nay thì bản thân Captain A thì đang tích được 7 cái ấn là Flame Speed anh em ạ. Ok, chưa được thấy cái đòn đánh phản kích nào đến từ vị trí của Captain A của chúng ta anh em ơi.
Hiện nay thì ở trong cả hai team, ngoài em tướng Captain A có khả năng phản kích thì trong team của người chơi Spawn thì cũng có em tướng là Snake phiên bản Seraphim của Bo Hancock thì cũng có khả năng phản kích nha anh em nhé. Đây đấy, vừa mới nhắc xong thì anh em có thể thấy luôn được cái đòn phản kích của em tướng Snake của chúng ta. Rồi, ok, như vậy là anh em thấy vừa rồi Captain A của chúng ta tấn công theo hàng dọc và mid đối với cái đòn đánh vừa rồi với em tướng Onizoro và tấn công được vào vị trí của em tướng Oren. Sau đó thì em tướng Wanomako của chúng ta đã phải bật cái nội tại chia sẻ sát thương chí mạng. Vừa rồi thì là 18 triệu sát thương ở đòn đánh ulti đầu tiên của em tướng Zoroenma. Không biết là Zoroenma có làm được gì với em tướng Captain A của chúng ta hay không, nhưng mà lực chiến ở trong cái team đấy của người chơi Spawn team số 2 thì 7 triệu 7 thôi. Như vậy là thấp, vẫn thấp hơn khoảng gần 3 triệu. À đâu, phải gần 4 triệu đấy, so với cái team của người chơi Erlon của chúng ta anh em ạ. Như vậy là team chính của Erlon hiện nay của bạn ấy đã đạt được cái lực chiến là khoảng 11 triệu rưỡi rồi. Ok, đây là ulti đầu tiên của bé Seraphim Snake của chúng ta anh em ơi. Ok này, chúng ta sẽ cùng chờ đón các cái pha ulti tiếp theo của em tướng Captain A của chúng ta nhé. Đây, đây là đòn đánh thường này với 3 triệu 7 sát thương anh em ạ. Tiếp tục như vậy là sau hai lần liên kích thì A của chúng ta đã tiếp tục là tiễn em tướng Orien lên đường. Vừa rồi anh em có thể thấy ba đòn đánh liên tục đấy, của em tướng Captain A, ba đòn đánh thường thì ở đây nó sẽ liên quan đến Rune và Haki. Đấy, chắc chắn là em tướng Captain A của chúng ta sẽ có liên kích là một này. Thứ hai là khi mà tiêu diệt tướng đối phương thì sẽ có khả năng sử dụng đòn đánh thường. Đấy, hoặc là khi mà đòn đánh bạo kích đấy, thì chắc chắn sẽ sử dụng đòn đánh thường chẳng hạn. Đấy là sẽ có một trong hai cái Rune và Haki nữa. Như vậy ở trong cái trang bị Rune và Haki của em tướng Captain A nha anh em nhé. Ok. Rồi, trận đấu thứ hai chúng ta tiếp tục bước sang turn số 4 và các em tướng sử dụng kỹ năng 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón các cái đòn đánh tiếp theo của A. Đấy. Khi mà A sẽ tấn công vào vị trí của Onizoro và liệu có làm Onizoro chết hay không. Đấy, nhưng tuy nhiên là nếu có thể là làm Onizoro chết ở trong cái đòn đánh này đấy, thì Onizoro của chúng ta đấy, cũng sẽ đã qua cái turn qua cái turn sử dụng kỹ năng của nó rồi. Ok. Bây giờ sẽ là các cái đòn đánh ulti đấy, đến từ vị trí các em tướng trong team của người chơi Alone anh em ạ. Vẫn là một pha ulti rất là dài dòng đấy, đến từ vị trí của em tướng Diva Uta của chúng ta. Và bây giờ sau Uta thì chúng ta sẽ cùng chào đón Rainen thời trẻ và sau đó sẽ đến em tướng Onizoro của chúng ta. Nếu Onizoro của chúng ta không bị, hiện nay thì Onizoro thì đang bị dính đai rồi. Vừa rồi sau cái pha ulti của em tướng Diva Uta thì Onizoro đã đai cái mạng đầu tiên rồi. Và ok, như vậy sau pha ulti của Rainen thời trẻ, một em tướng đã lên đường. Và tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đến với pha ulti của Captain A của chúng ta đây anh em ơi. Bao nhiêu đây? Ok, như vậy 10 triệu 900 nghìn sát thương và Onizoro đã lên đường chưa kịp là phản kích. Đấy, mình xin lỗi là chưa kịp gọi là sử dụng cái đòn đánh ulti sau khi cái nội tại là hy sinh và hồi sinh ngay lập tức được bật lên anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với team số 3 của người chơi Spawn. Đối với team số 3 của Spawn thì anh em có thể thấy là bạn ấy đang sử dụng hai em tướng tanh, một em tướng tanh là Dodo Bò Lục, một em tướng tanh là Bergy và hai em tướng sát thương bạo, đó chính là Rainen thời trẻ và em tướng Jinbei. Cùng với đó là đang sử dụng một em tướng siêu búp Diva Uta nha anh em nhé. Không biết là cái team gọi là 8 triệu 7 lực chiến này, như vậy là chênh vẫn chênh khoảng 2 triệu 6 lực chiến đấy, so với team của người chơi Alone thì nó sẽ thể hiện như thế nào và cầm cự được đến turn bao nhiêu nhá. Ok, đây mới là trận đấu mà chúng ta phải để ý em tướng Captain A của chúng ta, để xem là Captain A của chúng ta có những cái pha phản kích không. Trong hai cái trận đánh đầu tiên vừa rồi thì chúng ta vẫn chưa thấy em tướng Captain A của chúng ta ra được cái đòn phản kích nào. Đối với Captain A của chúng ta thì sẽ có hai cái đòn đánh phản kích. Một là đòn đánh phản kích sau khi nó sử dụng kỹ năng ulti. Sau khi nó sử dụng kỹ năng ulti, nếu mà nó nhận sát thương thì nó sẽ có khả năng là phản kích bằng một đòn đánh đặc biệt mang tên là Unclone với 404% sát thương. Đấy, còn lại là nếu như đấy, em tướng Captain A của chúng ta có cái dấu ấn là Flame Speed mà dưới 3 tầng thì nó sẽ có phần trăm phản kích bằng đòn đánh thường với 150% sát thương anh em ạ. Ok, đây là ba đòn đánh ulti liên tục của em tướng Jinbei anh em ạ. Anh em có thể thấy là Jinbei dâu trắng, san tóc đỏ và Onizoro
là những cái con tướng có khả năng là sử dụng đòn đánh ulti 3 lần liên tục luôn anh em ạ. Nếu như với những em tướng đam bạo như Jinbei với Raylan thời trẻ, hoặc là em tướng Onizoro đấy, mà hôm trước video hôm trước mình đã gửi tới anh em một cái hướng bui đấy, rất là chất lượng và rất là hay đấy, cho các người chơi mà có hệ là chơi thủ đấy, hoặc là mình có cái kiểu là không chơi theo meta thì chúng ta có thể hoàn toàn chơi theo cái hướng bui là bui team phản sát thương anh em ạ, để gọi là gậy ông đập lưng ông. Thì với những em tướng như là Raylan thời trẻ này, rồi em tướng Jinbei đấy, rồi em tướng Onizoro hay những em tướng khác, thì chắc chắn là sau các cái đòn đánh ulti của các con tướng đó thì chắc chắn là cái lượng máu của chúng nó sẽ tụt về không anh em ạ, cực kỳ là chất lượng luôn. Ok, như vậy là trong team của Alone hiện nay thì bạn ấy đang sử dụng một em tướng tanh đó là Bergy, cùng với đó là hai em tướng sát thương là Raylan thời trẻ Diva Uta và em tướng Captain đây, một em tướng búp là Diva Uta và em tướng Luffy Zafor. Mình thì mình hơi tiếc là đáng lý ra là bạn Alone này bạn ấy phải nên xếp cái em tướng Raylan thời trẻ của chúng ta xuống cái vị trí hàng sau để sau cái đòn đánh ulti của em tướng Captain đây thì em tướng Raylan thời trẻ của chúng ta sẽ được là búp là 25% cái lượng sát thương anh em ạ. Ok, rồi turn 4 này chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bước vào turn 5 đúng không, nếu không nhầm thì chúng ta sẽ bước vào turn 5 và bây giờ sẽ là pha ulti đầu tiên trong cái trận đánh cuối cùng của chúng ta. Bao nhiêu đây, như vậy là 12.200.000 sát thương anh em ơi. Và tiếp tục sau khi đam bạo, như vậy là sau khi đam bạo thì em tướng Captain đây của chúng ta sẽ thử thực hiện thêm một đòn đánh thương. Như vậy là ở đây nó sẽ liên quan đến rune haki là cái truy kích hoặc là cái chi sát anh em ạ, truy kích, khả năng là truy kích. Ok, đến thời điểm hiện tại thì mình như thế này, thông qua các trận đánh của em tướng Captain A của chúng ta thì anh em có thể thấy là với cái lượng sát thương Captain A của chúng ta gây ra so với team của người chơi spawn chênh lực chiến rất nhiều như này, nhưng mà cái lượng sát thương của A của chúng ta thì chỉ nổ được khoảng 12 đến 13 triệu sát thương như này, thì có thể khẳng định một điều là đối với em tướng Captain A của chúng ta thì cái lượng sát thương thì khả năng nó sẽ không thể cao bằng em tướng Onizoro của chúng ta được. Nói chung là Onizoro thì vẫn là một con cưng của nhà phát hành, vẫn chưa thể vượt qua, mình chưa thấy em tướng nào có thể vượt qua được em tướng Onizoro của chúng ta anh em ạ. Hiện nay thì bên server châu Âu thì đang mở chiêu mộ đối với em tướng Nami. Thì đối với Nami hiện nay khi mà bui full kỹ năng SP16 thì nó có một cái ấn, đó là trong nếu mà tướng địch bị gắn cái ấn đó thì trong cái lần tấn công tiếp theo thì tướng địch sẽ bị giảm 99% sức tấn công cho đến khi kết thúc cái lượt tấn công của tướng địch đó. Đấy, thì không biết là cái ấn đó thì nó gây tác dụng lên các cái con tướng của đối phương nó sẽ như thế nào. Và vừa rồi thì anh em có thể thấy em tướng Captain A của chúng ta vừa mới sử dụng một đòn đánh phản kích. Đấy, vừa sử dụng một đòn đánh phản kích bằng cái đòn đánh ăn clone lên vị trí của con tướng đô đốc bỏ lục anh em ạ. Bởi vì là sau khi con tướng Captain A của chúng ta là sử dụng kỹ năng thì em tướng bỏ lục nó tấn công vào vị trí của em tướng Captain A, và Captain A của chúng ta đã sử dụng một cái đòn đánh ăn clone cho con tướng bò lục anh em ạ. Đấy, khi mà Captain A nó đứng tại vị trí, sau đó nó nhảy lên nó ném cái quả cầu lửa ấy vào vị trí của bò lục đấy. Ok, đấy anh em thấy Jinbei chưa? Đấy, thật sự nếu như thế này thì mình vẫn thấy là Jinbei có khi lại là vẫn là còn đam bạo là chất lượng hơn với ba đòn đánh ulti liên tục. Nếu như chúng ta có thể kết hợp được để em tướng Jinbei và em tướng bò lục cùng ở vị trí hàng sau và búp tốc của em tướng Captain A của chúng ta lên tốc cao hơn anh em ạ, thì mình nghĩ là sẽ phát huy tối đa được sức mạnh của em tướng Jinbei. Bởi vì là cái ấn của em tướng Captain A thì nó tăng là 25% sát thương cho các cái quan tướng hàng sau rồi, thì Jinbei của chúng ta nếu như vậy thì cái lượng đam nó sẽ cực khủng và cực kỳ là chất lượng luôn anh em ơi. Trận đấu cuối cùng của chúng ta tính đến thời điểm hiện tại là turn số 8 thì anh em có thể thấy là hiện nay team của Alone thì đang bị hụt hơi hơn một chút, với hiện nay còn có 3 con tướng và team của người chơi spawn thì vẫn còn 4 em tướng anh em ạ, trong đó có 2 em tướng tanh khủng là Bò Lục và Bergy đấy, và 1 em đam Jinbei và 1 em búp đi Uta đấy. Còn team của người chơi Alone hiện nay đang còn 1 búp Uta và 2 em tướng đam là Raynian và em tướng Captain đây. Như vậy là vừa rồi thì Raynian của chúng ta đã tiễn Bò Lục lên đường và tỷ số của chúng ta bây giờ sẽ là 3-3, và tiếp tục là một pha ulti của A với
với 12.100.000 sát thương. Và anh em thấy là lượng sát thương rất ổn định đúng không? Và sau đòn ulti vừa rồi thì mình thấy là em tướng Jinbei đã lên đường rồi. Như vậy là để mà đối chiếu từ đầu trận đến giờ, đấy, từ trận đầu tiên, trận thứ hai và cuối cùng là bây giờ là trận thứ ba, thì mình thấy là cái lượng sát thương ở đòn đánh ulti đấy, của em tướng A của chúng ta là rất là ổn định luôn. Nó dao động trong khoảng 10 đến 12 triệu anh em ạ. Tất cả các đòn đánh ulti trong cái video trận đánh ngày hôm nay thì mình thấy là về cơ bản là đều đạt được là 10 đến 12 triệu sát thương anh em ơi. Ok, chắc là Rayman sẽ là con tướng kết thúc thôi. Liệu có kết thúc không? Như vậy là vừa rồi Rayman đã tiễn em tướng Divauta lên đường. Đấy, và chúng ta chỉ còn một mình em tướng Bergy thôi và bước sang số 10 rồi. Như vậy, đấy, như vậy là với 3 đòn đánh liên tục ở trong đòn đánh cuối cùng. Như vậy là vẫn chưa kết liễu được em tướng Bergy của chúng ta anh em ạ. Đây rồi, khả năng đây sẽ là đòn kết liễu rồi. Ok, như vậy là vừa rồi anh em thấy là em tướng Bergy của chúng ta mặc dù là còn nửa cây máu nhưng vẫn chết. Cái lý do ở đây thì nó chính là, nếu không nhầm thì nó chính là bị dính cái dấu ấn là đom đóm Firefly đấy, đến từ vị trí của cái dấu ấn của em tướng Captain A gây ra nha anh em nhé. Ở trong trận đấu đầu tiên, A của chúng ta với 2 tơn, lượng sát thương gây ra là 28.650.000 anh em ạ. Trong trận đấu số 2, 27.500.000, và trong trận đấu cuối cùng với 10 tơn thì A của chúng ta kịp gây ra cái lượng sát thương là 89.650.000. Đấy, như vậy được cũng rất là ok rồi, nhưng tuy nhiên là hiện nay thì cái lực chiến của cả hai người chơi này thì vẫn là đang chênh nhau khá là nhiều. Chúng ta sẽ cùng phải chờ các cái trận đấu tiếp theo, ví dụ như trận bán kết này đối với người chơi RH Team. Người chơi RH Team thì team chính của bạn ý là lực chiến là 9.1 triệu này, và người chơi Alone của chúng ta đã xoay cái team số team chính đấy, về cái team số 2 rồi, và hiện nay thì cả team số 3 của bạn ý cũng gần như là team chính của bạn ý cơ, chứ không phải là cái team của A đấy. Và một đối thủ nữa đó là bạn Dutch hiện nay thì team chính của bạn ý là sấp xỉ 10 triệu và cũng có em tướng Captain đây hiện nay đang SP14, và chúng ta sẽ cùng chờ đón các cái trận đấu tiếp theo đấy, của các người chơi này đấy, đến từ server châu Âu nha anh em nhé. Sự thể hiện của em tướng Captain đây sẽ là cái bước tiếp theo của mình ở bên server chung đấy, có chiêu mộ em tướng Captain đây hay không nha anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé. Anh em đừng quên là like và share video cho mình, đặc biệt là ngay ở video ngày hôm nay thì có mini game, anh em nhớ là chia sẻ để các người chơi chưa biết đến kênh của mình và những bạn mà biết rồi nhưng mà chưa kịp tham gia thì có thể tham gia mini game để biết đâu may mắn giành phần quà. Đây là những phần quà, một giải đặc biệt trị giá 50k và hai giải khuyến khích trị giá 20k nhé anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.